Xin chào tất cả các bạn, Vườn Tường Xanh Channel ngày hôm nay sẽ là một clip giúp các bạn tìm hiểu về cấu tạo bên trong của một cái thiết bị đầu tưới nhỏ giọt bù áp. Trước mắt các bạn, chúng ta có hai loại sản phẩm. Thứ nhất là loại sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Israel và loại sản phẩm được nhập khẩu từ Trung Quốc. Thì nếu mà nhìn từ bằng mắt thường thì chúng ta sẽ rất khó để phân biệt. Đây là loại đầu tưới bù áp 2 lít trên giờ nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng quan sát. Đây là một cái sản phẩm đầu tưới nhập khẩu trực tiếp từ Israel. Đây là sản phẩm của công ty Nadanzen. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng là ở trên đây chúng ta có in nổi cái tên của công ty, tên Zen. Đây là đầu tưới bù áp 2 lít trên giờ. Ở mặt sau thì chúng ta có những cái thông số của sản phẩm, mã sản phẩm. Đây là hàng nhập khẩu trực tiếp từ Israel nha các bạn. Sản phẩm thứ hai cũng là một cái sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Israel, đó là đầu tưới nhỏ giọt bù áp 2 lít trên giờ Revolis. Sản phẩm thứ ba, đây là hai cái sản phẩm được nhập khẩu từ Chinarip. Chinarip là một công ty đã có 9 năm kinh nghiệm ở Trung Quốc. Nhưng chúng ta dễ dàng thấy là mặt sau chúng ta có cái logo của Chinarip. Đây là cái logo của Chinarip nha các bạn. Cái giá ở ngoài thị trường các bạn có thể mua là tầm khoảng chừng 1.500 hoặc là 2.000 cho một cái đầu tưới này. Hiện tại công ty chúng tôi đang phân phối cái loại sản phẩm đó là đầu tưới nhập khẩu trực tiếp từ Israel, đó là Nadanzen là loại này, và loại Revolis cũng chỉ nhập khẩu trực tiếp từ Israel thì nó chất lượng hơn. Và hiện tại giá công ty đang bán là rơi vào khoảng là 3.000 đến 3.500 tùy theo số lượng nha các anh chị. Ví dụ như các anh chị lấy số lượng lớn thì các anh chị sẽ được lấy giá là 3.000, còn nếu mà mình mua lẻ thì là 3.500 một cái đầu tưới này. Như vậy chúng ta dễ dàng nhận thấy là cái sao tại có cái sự khác biệt về giá. Một cái thì có 1.500, một cái tới 3.500 hoặc là 3.000 đó. Thì mình sẽ mở cái này ra, mình sẽ mở này ra cho các bạn xem trong nó như thế nào, và chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy cái sự khác biệt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát bên ngoài. Đây là cấu tạo bên ngoài, in nổi rất là sắc sảo các bạn ha, những cái chi tiết thủ công rất là sắc sảo. Ở đây có những dòng chữ design, là một cái mã sản phẩm. Ở phía sau này cũng vậy đó. Rồi về phía nguồn cấp nước vào thì chúng ta thấy là có một cái dấu chữ thập. Cái này là dùng để gắn vô cái ống nở chúng ta, sau khi mà đục lỗ thì chúng ta gắn vô trong đây thì nó sẽ có cái ngàm chốt khóa một chiều. Ở đây là cái đầu nước vào. Còn đối với cái sản phẩm của Chinarip thì chúng ta sẽ thấy là bên ngoài, về nếu mà nhìn xa đi thì chúng ta rất là khó phân biệt, nhưng mà chúng ta nhìn gần chúng ta sẽ thấy rằng là cái những cái thông số chữ kỹ thuật in thì nó cái độ sắc nét nó sẽ không bằng đó. Mà về phía mặt sau thì cái nguồn cấp của Trung Quốc thì nó sẽ luôn nhọn như thế này. Cái loại nguồn cấp của Trung Quốc nó sẽ luôn nhọn như này, còn nguồn cấp của Israel thì nó sẽ có dấu chữ thập này, các bạn cũng dễ dàng phân biệt nha các bạn. Mình thấy liền ở đây thì có một cái logo của Chinarip. Đây là một cái công ty của Trung Quốc nha các bạn. Đây là logo của Chinarip nè các bạn. Là logo của Chinarip. Như vậy là về mặt ngoại hình đi, về mặt ngoại hình là chúng ta dễ dàng phân biệt được rồi ha. Đó là chúng ta sẽ xem cái đầu phía sau. Đây là có cái logo của công ty Chinarip của Trung Quốc. Thì cái thằng Israel thì cái đầu nước vào thường là nó có chữ thập. Vô đây nè, hai cái thằng này của Israel hết. Một thằng là Revolis của Israel, một thằng là Zen, Nadanzen của Israel luôn các anh chị. Hai loại này ha. Đó. Đều là đầu tưới nhỏ giọt bù áp 2 lít trên giờ nha các anh chị ha. Mặt ngoài nó đều cái đường cấp nước đều có chữ thập. Còn cái loại của Trung Quốc là nó nhọn như thế này, nó tròn luôn. Đó, tròn luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ mở ra
mình sẽ mở ra để phân cho các anh chị dễ dàng thấy bên trong. Thì cái loại này chúng ta dễ dàng mở ra ha, còn cái loại này thì rất là khó. Cái loại này chúng ta mở ra nó hư luôn á, mở cái này ra nó hư luôn vì cái ngàm của nó là ngàm một chiều, chỉ có đóng vô thôi. Mở ra thì phải có thiết bị chuyên dụng đó, còn mở ra mình sẽ hư luôn. Còn khi mà các bạn mua cái sản phẩm này chúng ta sẽ dễ dàng kiểm tra lắm. Cái đó là ngoại hình, còn bên trong nè, bên trong mình sẽ mở ra rất là dễ cho các bạn ha. Bên trong thì rất là đặc biệt, rất là đặc biệt nha các bạn ha. Chúng ta chỉ cần mở bên trong là chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt của hai loại sản phẩm của Trung Quốc và của Israel. À, đây là một cái sản phẩm của Israel. À, phần thân thì có dấu đầu vô, nước vô là chữ thập. À, thứ hai là chúng ta có cái màn, đây là một cái màn điều áp, đây cái màn nhựa điều áp đây các chị, màn nhựa điều áp mình gỡ ra. À, đây là màn nhựa điều áp. À, đây là một cái màn nhựa điều áp dùng để điều chỉnh áp lực nước nha các bạn. À, mình để đây các bạn dễ dàng quan sát nha. À, rồi ở đây chúng ta sẽ thấy là một cái rãnh, những cái rãnh nhỏ li ti, các chị thấy không, những cái rãnh nhỏ li ti mà chắc chắn với các bạn luôn là ở Việt Nam chúng ta sẽ không thể sản xuất được. À, tại vì mình cũng đã tìm hiểu công ty, mình cũng đã tìm hiểu rồi, mình cũng đã thử hết cái máy móc để sản xuất rồi, nhưng mà vì cái điều kiện kinh tế nữa, nghĩa là khi mà sản xuất cũng được thôi, nghĩa là không phải là không sản xuất được nhưng mà sẽ không có đảm bảo về giá. À, không có thể cạnh tranh được về giá. Ví dụ như cái đường rãnh như thế này, làm rất là chi tiết các anh chị ha. À, rất là nhỏ, rất là chi tiết luôn. Đó. Đó. Mở ra thấy chi tiết là thấy hàng của Sren liền. Đó. Việt Nam mình làm cũng được nhưng mà nó sẽ rất là mắc. Tại vì cái đầu này hiện tại là công ty chúng tôi đang phân phối giá ngoài thị trường, đó là bán lẻ là 3.500, và bán sỉ và bán cho bán sỉ, ví dụ như bạn mua số lượng lớn thì giá có thể là 3.000. Thì nhưng mà nếu mà mình tự sản xuất thì giá cao hơn so với cái giá mình nhập khẩu. Mình để đây. Rồi bây giờ đối với một cái đầu của Trung Quốc, cái đầu này do Generic Trung Quốc sản xuất này các anh chị, mình dễ dàng mình dặn ra. Ở ngoài thì nhìn nó y chang à, nhưng bên trong các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt nè. Đó, miếng này nó không có dính nữa. Cái miếng nhựa nó cũng có phần đáy ha, phần thân nè. Đó, thì cái đầu của nó là tròn, cấp nước vô nó tròn vo. À, không phải là lỗ chữ thập. À, nó nhọn lên vậy. À, đây nó có logo nha các anh chị ha. Anh chị ha, thấy là logo, mình lên mạng mình search cái logo này, nó là logo của hàng là Generic nha. À, mình để đây. Cho anh chị dễ nhận biết ha. À, đây là cái màn điều áp của nó ha. Cái nhựa của nó thì nó cũng sẽ không có trong bằng, không có tốt bằng. À, này nhựa trong và cái độ đàn hồi nó sẽ tốt hơn, mình cảm giác là vậy thôi. Mình cảm giác là vậy thôi. Này cái nhựa nó không có bằng. Điều ha, dễ nhận biết nhất là cái rãnh nè, các bạn thấy không? Đó, hai cái rãnh nè. Chưa? Cái rãnh của hàng Trung Quốc nè, rất là đơn giản không? Thì cái việc bù áp của nó mình nghĩ rằng là nó sẽ không có tốt bằng đâu. Ví dụ như cái áp lực nước mạnh quá thì nó sẽ phúng nước ra thôi. Còn cái này là cái rãnh người ta chia nhỏ thì cái lực nước nó sẽ giảm, mạnh nó sẽ giảm. Đó, các bạn thấy ha. Ở đây, tại thằng đây là cái sản phẩm của Israel nè, đây là cái sản phẩm của Trung Quốc nè các bạn, đây là sản phẩm của Trung Quốc nha, đây là sản phẩm Israel nè. Đó, thấy khác biệt không? Đó, khác biệt hoàn toàn nè các anh chị. Đó, bởi vì người ta nói là tiền nào của nấy, đối với các sản phẩm tưới cảnh quan ha, cứ tưới vườn tường thì nên chọn và chọn những cái sản phẩm đầu tưới nó tốt thì cái mảnh tường và cái cảnh quan của mình nó sẽ bền hơn rất là nhiều, nó không bị chết cây. Đó. Đó. Rồi. Đó. Như vậy là các bạn dễ dàng quan sát ha. Đó, mình mở ra mình để đây các bạn dễ dàng thấy được. Đó. Nó là bên hàng tiền nào của nấy thôi, hàng Israel là nó có một bề dày quá trình về cái thiết bị tưới này, số 1 nông nghiệp thế giới mà các bạn. Đó. Cái này cũng vậy luôn, cái này cũng là của Generic luôn nè. Đó, Generic này có logo nè, thấy chưa? Mình mở ra coi. Cũng y chang như vậy. Cái loại này thì mình dễ dàng kiểm tra lắm, mình mua ra ví dụ giống người ta bán người ta nói mình đó là hàng Israel thì chỉ mở ra mà à, mình mở ra mình lấy này mình coi thấy chưa à, cái loại của Trung Quốc nó là như vậy nè, nó rất là đơn giản, không có rảnh gì hết, tại vì nó không có là nó không phải là nó không làm được rảnh, mà nếu mà nó làm rảnh thì giá thành của nó sẽ rất là mắc. À, còn đây là một cái của Revolis nha các bạn, cái này là của Revolis, cũng của Israel luôn, cái này là mình phải cưa ra nè.
mình phải cưa ra mình mới mở được đó. Thì các bạn cũng thấy bên trong mình đã cưa ra nè, xong mình mới lấy ra được đó. Mình cũng thấy là bên trong nó rất là tinh vi luôn nè, nó vẫn có một cái màng điều áp nè đó, nó vẫn có một cái màng điều áp đó, một cái màng điều áp, thấy chưa? À, nó dẫn nước là bên hông nè, những cái rãnh rất là li ti các anh chị, rãnh rất là li ti và rất là sắc sảo luôn. Nó làm cái đường nước vô mà sắc sảo quá trời sắc sảo luôn, mà nó bán cái giá này nữa, bán cái giá cũng cực kỳ rẻ, là có ví dụ như bán lẻ bên mình là bán cái 3.500 thôi đó. Các bạn thấy không, cái độ tinh vi và sắc sảo nó rất là tinh vi và sắc sảo các anh chị ha. Đó, này, phần thân của nó cũng là cái đầu đó, cái dấu, thấy chưa, dấu chữ thập. À, như vậy là mình cũng đã hướng dẫn và mình mở ra cho các bạn, hướng dẫn các bạn cách phân biệt là đầu tưới Trung Quốc và đầu tưới của Israel nha các anh chị. Thì trong quá trình mình mua hàng á, thì đối với cái loại đầu tưới này mình mở ra được, là mở ra được thì mình cứ kiểm tra. Thì các bạn cũng biết rồi, mình mua đúng cái sản phẩm của Israel thì giá nó mắc hơn một tí xíu, mắc hơn gấp đôi luôn, nhưng mà cái độ bền và thời gian sử dụng nó rất là bền. Bạn xài hiện tại là công ty chúng tôi đang bảo hành 1 năm cho tất cả các thiết bị tưới, đầu tưới nhỏ giọt nhập khẩu trực tiếp từ Israel các anh chị, và giá bán là lẻ là 3.500 và giá bán số lượng là 3.000 các anh chị tùy vào số lượng mình mua. Như vậy là cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này, hẹn gặp lại các chị trong các video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.